đỏ hả? Bắp anh ở đâu? Má này nấu một nồi luôn à. Bình Dương hả? Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai chưa ship được anh ơi. Đồng Nai bên anh đang bị dịch mà đâu ship được. Cũng mua hả? Má cũng mua. Thôi xong hả? Hả? Không câu bên đó hả? Không không? Sống. Cái mần ngoài sống vậy? À, mần đấy. Đi đâu rồi? Rồi có ai vô chưa? Mấy bụng trứng luôn. Không phải trứng mà bộ đầu lòng nó dữ lắm, bộ lòng nó bự lắm. Là trứng thiệt, tại cái lỗ đít nó đỏ quá. Nhưng mà giờ không đậu. Bộ bụng nó dữ lắm, cá này nè. Trứng kìa. Ờ, thì trứng nó dữ lắm, bự lắm á. Trứng một tay á. Ờ, bắt tay luôn á. À, trứng này quá mùi. À, trứng này mát cái bầu ruột nó nè. Má ơi, cái đường ruột đó. Ruột đụng mà còn hơn ruột heo nữa. Má cái gì nó còn đứt ha. Anh em có trứng. Cái chúng ta có.